đây là một phi vụ đào tẩu thật sự, dụng cụ để vượt ngục, lại là những món đồ thường ngày ai ai cũng có, nhưng không phải ai cũng có thể dùng những thứ này để làm thành chìa khóa. Bước 1, đặt một tờ giấy trắng lên trên lỗ khóa, rồi dùng ngón tay đè thành hình dáng của lỗ khóa, sau đó dùng bút chì phác họa, đã có được hình dáng của lỗ khóa. Bước thứ 2, dùng một phần giấy cứng cắm vào lỗ khóa, thế là đã đo được chiều dài của chìa. Bước thứ 3 chính là răng cưa của chìa khóa. Trong lúc ăn cơm, các tù nhân khác cố ý hấp dẫn sự chú ý của quản ngục, để người đàn ông có thể tập trung quan sát chìa khóa treo bên hông của quản ngục. Người đàn ông giả vờ đến gần lưới sắt để nhặt cầu, thật ra là muốn xem kỹ chìa khóa. Trong lúc xếp hàng, anh cũng tranh thủ quan sát kỹ chìa khóa. Không lâu sau, anh dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình, vẽ ra được chìa khóa theo kích thước thật. Bước thứ 4 chính là nguyên liệu làm chìa khóa. Người đàn ông lợi dụng cơ hội làm việc tại xưởng, lấy thanh gỗ và keo để có thể làm thành chìa khóa. Sau đó gói chúng kỹ càng bên trong giấy nhám, nhét vào dưới đáy bình nước. Nhưng mỗi khi kết thúc công việc, quản ngục đều sẽ kiểm tra bình nước của tù nhân. Ông ta sẽ gõ hai lần, rồi đổ hết nước bên trong ra. Khi đến lượt người đàn ông, anh cực kỳ lo lắng. Cậu nên biết rằng, hiện tại nhìn cậu rất lo lắng đó cậu nhóc. Xin lỗi, quản ngục đổ hết cà phê của anh ra, còn lắc lắc vài cái, tiếp tục dùng sức gõ vào bình. Cũng may miếng gỗ không phát ra âm thanh, thì ra trước đó anh đã để một cái khăn vào đáy bình, nên mới thoát được đợt kiểm tra này. Quay lại phòng giam, anh bắt đầu chế tác chìa khóa. Đầu tiên anh đục một lỗ nhỏ trên thang gỗ, sau đó dùng giấy nhám cẩn thận trà lại, rồi thoa keo lên, dán tất cả răng cưa của chìa khóa lại với nhau, đưa đến dưới chụp đèn để hong khô, cuối cùng là xi lanh khóa. Qua vài thao tác đơn giản thử độ cứng, chiếc chìa khóa đầu tiên đã được hoàn thành. Người đàn ông đến trước cửa, cẩn thận từng chút tra chìa khóa vào lỗ, nhẹ nhàng xoay chuyển. Rắc một tiếng, cửa sắt được mở ra, nhưng tiếc rằng, vui vẻ chưa được 3 giây, trước mắt anh lại xuất hiện cánh cửa thứ hai của phòng giam. Nụ cười của anh nhanh chóng vụt tắt, lỗ khóa của cánh cửa này lại ở ngoài, chỉ có thể từ ngoài mở ra, cho nên bọn họ bắt đầu nghĩ cách. Tù nhân tóc xoăn cũng tham gia đào tẩu, anh ta nghĩ đến cách kéo dây, rằng có thể kéo chìa khóa từ phòng giam đối diện, rồi đưa chìa khóa vào lỗ, nhưng cách này không thể khiến chìa khóa xoay chuyển được. Không lâu sau, người đàn ông đã có được ý tưởng từ máy ép gỗ. Anh làm ra một tấm ván gỗ, ở trên có hai cái lỗ nhỏ, rồi lấy cây lau nhà có trong mỗi phòng giam, tạo một cái lỗ trên thân cây, rồi dùng đinh ốc gắn cả hai lại, cuối cùng là cố định chìa khóa bên trên. Vào một đêm âm u thanh tĩnh, một cây gậy được đưa ra từ cửa sổ, người đàn ông thông qua tấm gương, khó khăn cắm chìa khóa vào lỗ, một vòng, hai vòng, cuối cùng rắc một tiếng, cửa mở, anh mừng đến phát điên, anh cẩn thận lấy lại chìa khóa, sau đó vứt bỏ cây gậy, nằm ở trên giường, anh cảm giác trái tim đập nhanh đến mức nổ tung. Ngày hôm sau người đàn ông chia sẻ tin vui này với các bạn, cửa ải khó khăn nhất đã được giải quyết rồi, những chuyện còn lại sẽ dễ như trở bàn tay. Trong suốt mấy tháng sau đó, người đàn ông dùng cách thức tương tự, làm ra 39 chiếc chìa khóa của phòng giam, nhưng anh cũng không biết chìa khóa nào tương ứng với cánh cửa nào. Để chắc chắn 100% đào tẩu thành công, anh đã thực hiện cuộc diễn tập đầu tiên. Đêm đó, người đàn ông tóc xoăn cũng lẻn ra khỏi phòng giam, cả hai thành công mở được cửa chính và bước vào hành lang. Hai người từ từ đi xuống cầu thang, đúng lúc này, một lính gác xuất hiện và kiểm tra phòng giam. Cả hai nhanh chóng trốn vào phòng dụng cụ bên dưới cầu thang. Chờ đến khi lính gác đi khỏi, họ tiếp tục thực hiện kế hoạch, họ đã thử hai chìa khóa, khi đến cái thứ ba và cuối cũng đã mở được cửa. Bọn họ thật sự rất may mắn, nhưng đến cánh cửa gần cuối, họ lại không may mắn được như vậy. Anh đã thử rất nhiều chìa nhưng không có cái nào đúng. Ngay lúc này, lính gác kiểm tra phòng giam của người đàn ông, may mắn rằng anh đã làm một hình nộm trên giường. Trời rất tối, các lính gác cũng không nhận thấy gì bất thường. Chờ khi lính gác kiểm tra xong và chuẩn bị xuống lầu, các tù nhân còn lại bắt đầu ho lớn để ra hiệu. Sau khi nghe thấy mật mã, bọn họ không dám tiếp tục mở cửa, vội vàng trốn lại vào phòng dụng cụ. Chờ khi lính gác quay lại phòng trực, họ lại quay trở về phòng giam. Sáng hôm sau, người đàn ông đang ngủ bị quản ngục đánh thức. Hóa ra lúc này chuông nhà giam đã reo rồi. Quản ngục dựa vào 20 năm kinh nghiệm của mình, ông ta biết tù nhân không thể dậy vào buổi sáng, nhất định ban đêm đã làm gì đó. Ông ta ra lệnh lục soát phòng giam, rất nhiều thứ bị ném ra ngoài một cách thô bạo. May mắn là người đàn ông đã giấu kỹ chìa khóa. Quản ngục thấy cái răng cưa của chìa khóa, nhưng đây chỉ là bán thành phẩm. Quản ngục nghi ngờ, hỏi anh đây là cái gì. Là một người thông minh, anh cầm lấy tấm hình và gắn nó lên, bảo nó là đồ giữ ảnh. Cứ như vậy anh thoát được một kiếp. Hầu như tất cả cửa trong nhà tù đều có thể mở bằng chìa khóa, chỉ còn một cánh cửa duy nhất là cửa điện, không thể bằng chìa khóa được. Một ngày nọ, người đàn ông được đưa đến nha sĩ, và anh phát hiện ra nút mở cửa điện bên trong phòng bảo vệ. Muốn đào tẩu thành công, phải dẫn dụ lính gác ra khỏi phòng bảo vệ. Anh cũng phát hiện nhà tù đang được cải tạo lại, cánh cửa đang rộng mở. Người đàn ông biết rằng đây là thời cơ tốt nhất để thực hiện phi vụ đào tẩu. Khi anh trở lại phòng giam, những thứ trong phòng lại bị lục tung lên. May mắn là kem đánh răng của anh vẫn còn ở đó, bên trong đựng số tiền mà anh định mang theo khi bỏ trốn. Anh biết quản ngục đang nhắm vào mình, nên phải hành động càng sớm càng tốt, nếu không mọi thứ sẽ quá muộn. Ngày hôm sau, người đàn ông dùng xà phòng và thuốc lá mua chuộc tù nhân da đen chịu trách nhiệm tái chế quần áo cũ.
anh lấy 3 bộ trang phục và đợi đến dịp lễ Giáng sinh, khi đó hầu hết cảnh sát trong trại giam đã về quê nghỉ lễ. Lợi dụng lúc hành lang vắng vẻ, khi vụ đào tẩu của bọn họ chính thức bắt đầu, người đàn ông vội mở cửa phòng giam, thả bạn mình cùng nhau trốn thoát. Ba người cởi đồ tù nhân, thay quần áo đã được chuẩn bị trước, vội vàng băng qua hành lang, mở cửa chính phòng giam, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, rồi trốn vào phòng dụng cụ. Tuy nhiên, họ không biết rằng, lính gác vừa đi vệ sinh xong, ông ta định đến phòng dụng cụ cất cây hút bồn cầu. Trong lúc nguy hiểm này, tù nhân đầu chọc phát hiện lính gác vẫn chưa đi kiểm tra phòng, liền thấy có gì đó không đúng, vì vậy anh ta tháo trục đèn rồi đập vỡ bóng đèn, khiến hệ thống điện bị chập. Thưa ngài, mau hãy đến đây. Sau đó, 3-4 tù nhân cùng nhau lên tiếng gọi ông ta, khiến lính gác vô cùng khó chịu, vì thế ông ta để cây hút xuống, đi lên tầng để giải quyết mọi chuyện. Nhờ sự giúp đỡ của các tù nhân, đã giúp 3 người bọn họ có cơ hội bỏ trốn. 3 người dùng chìa khóa gỗ mở tất cả cửa sắt, sau đó lẻn vào phòng trực, thành công mở được cửa điện. Cuối cùng bọn họ cũng đến được cánh cửa cuối cùng. Đây là cánh cửa mà trước đây họ chưa bao giờ mở. Anh thậm chí có thể nhìn thấy đường phố qua lỗ nhỏ trên cửa. Một khi họ mở được cánh cửa này, họ thật sự đã được tự do. Người đàn ông vội lấy chìa khóa ra, chìa đầu tiên thất bại, cái thứ hai vẫn không đúng. Bọn họ đã thử hết 39 chiếc chìa khóa, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Cả ba lập tức tuyệt vọng. Suốt 404 ngày làm việc vất vả, cứ như vậy mà thất bại sao? Người đàn ông khuyên mọi người hãy quay về, chờ cơ hội tiếp theo. Nhưng Tóc Xoăn không chịu được nữa, anh ta gõ mạnh vào khung cửa, nhận thấy chất liệu của nó không cứng, bọn họ quyết định đánh cược. Anh ta lấy ra một cái tua vít, đâm thật mạnh vào khung cửa, từng tiếng đập nặng nề vang vọng khắp nhà giam, sẽ cảnh báo cho lính gác và tay súng bất cứ lúc nào. Các lính gác sẽ nghe thấy mất. Chúng ta sẽ bị phát hiện đó. Được rồi này, cánh cửa không chỉ bị nứt ra, mà đã phá vỡ được cánh cửa cuối cùng. Ba người mang quần áo bình thường vào và bắt đầu đi ra ngoài. Cẩn thận dùng gương tránh các lính bắn tỉa, lúc này mà có áo tàng hình của Harry Potter chắc chắn rất tuyệt. Cuối cùng, bọn họ thoát khỏi nhà tù. Ba người thản nhiên bước xuống phố, những lính gác vừa trò chuyện vừa đi về phía nhà tù, hoàn toàn không để ý đến ba người đi ngang qua họ. Lại chính là tù nhân dưới tay của họ. Ba người đi bộ xuống phố, khi xung quanh không còn ai, họ mới bắt đầu chạy. Cuối cùng, họ bắt được một chiếc taxi. Anh lấy ra 360 đô đã dành dụm trong 400 ngày để trả tiền xe. Lúc đến biên giới, ba người ngồi trong xe điên cuồng la hét, nước mắt trào ra. Lúc này đây, ngay cả không khí cũng có mùi của tự do. Trong nhà tù, lính gác kiểm tra số lượng tù nhân, lại thấy ít đi 3 người. Ai chết tiệt. Bật chuông báo động. Bộ phim dựa trên một sự kiện có thật, Daniel Radcliffe trong vai Tim Jenkins, vì để bắt được nhóm 3 người vượt ngục, cuộc truy lùng lớn nhất trong lịch sử Nam Phi đã diễn ra. Jenkins và các bạn đã đi đến rất nhiều quốc gia, còn thành công đến London, tiếp tục phong trào bình đẳng chủng tộc của họ, mãi cho đến năm 1991, sau khi Nam Phi bãi bỏ chính sách nô lệ, lệnh truy nã của họ mới được thu hồi.